Chị tên là Thúy. Quán của chị là Bụi Bò Sốt Me. Cơ sở 1 là ở 145 Nguyễn Công Hòa và cơ sở 2 là ở 154 Hồ Sen. Nhà chị là mở đầu tiên ở Hải Phòng này. Nhà chị luôn có tiêu chí là chọn những cái đồ ngon nhất, tươi nhất để phục vụ khách hàng. Đầu tiên thì nhà chị chỉ là chọn bò Việt, nhưng mà để có cho khách hàng có sự lựa chọn nhiều hơn thì là chị đã nhập thêm cả bò Úc và đồ hải sản tươi mỗi ngày. Bò sốt me đây là nước sốt đặc biệt mà chị tự nghĩ ra, cũng là món chủ đạo của quán chị. Ngoài bò sốt me thì là chị cũng có thêm cả bò nướng và một số đồ ăn ngoài để cho khách có nhiều sự lựa chọn. Và có cả lẩu bò nướng giấm, lẩu bò tê cay và lẩu Thái.